Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, cây thanh long giờ đây không chỉ là cây độc quyền của những vùng đất nóng như Bình Thuận hay Tây Nam Bộ. Giữa cao nguyên Lâm Đồng hiện cũng có một vùng chuyên trồng cây thanh long ruột đỏ cho trái to, ngọt đậm và năng suất cao. Câu chuyện về vùng trồng thanh long giữa cao nguyên Lâm Đồng cùng với những nội dung đáng chú ý khác về tình hình sản xuất trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ trong 15 phút của chương trình hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 270 tổ hợp tác với gần 6.900 tổ viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Người dân đứng ngồi không yên khi tôm gần thu hoạch chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nghề nuôi hầu lòng ở đất mũi dần bị xóa sổ, hướng đi nào để sản xuất bền vững? Thanh long ruột đỏ bén rễ trên đất Nam Hà. Thưa bà con, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các địa phương và một số sở ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Y tế, Tài nguyên Môi trường, Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, các địa phương cần chủ động huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác, bố trí nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi có heo bị chết trong khu vực đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi, thực hiện ngay việc tiêu hủy và triển khai các biện pháp dập dịch theo quy định. Tuyệt đối không được chủ quan và thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các nông hộ và trang trại chăn nuôi chủ động trong phòng chống dịch. Thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh cho cơ quan chức năng. Sở Nông nghiệp cần thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi. Thưa bà con, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại thông qua thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã có sự chuyển biến rõ rệt, tốc độ tăng trưởng luôn đạt cao hơn bình quân chung của cả nước. Qua đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với chất lượng sản phẩm ngày càng đa dạng phong phú, trình độ canh tác có bước phát triển vượt bậc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng được cải thiện theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Hiện toàn tỉnh có gần 56.500 hecta ứng dụng công nghệ cao, với những nhóm nông sản được nhà nông ưu tiên gồm rau, hoa, chè, cà phê, cá nước lạnh, chăn nuôi bò sữa, vân vân. Nhờ hướng đầu tư trên mà cơ cấu sản xuất tại nhiều địa phương được dịch chuyển theo đúng định hướng, đi vào khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái. Đây là cơ sở để từng bước hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung về cây công nghiệp, rau, hoa với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Cũng liên quan đến vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thưa quý bà con, một trong những hạn chế dễ nhận thấy của nông nghiệp Lâm Đồng là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún còn phổ biến. Nhất là tại những khu vực chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày, do diện tích canh tác bình quân trên mỗi đầu hộ tương đối ít, nên việc trực tiếp ký kết hợp đồng bao tiêu nông sản với các doanh nghiệp gặp khó khăn. Để khắc phục hạn chế trên, nhiều tổ hợp tác đã được bà con nông dân các địa phương chủ động thành lập. Hiện toàn tỉnh có 270 tổ hợp tác với gần 6.900 tổ viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Do được thành lập dựa trên nhu cầu thực tế của bà con nông dân, nên ngoài việc liên kết để thuận tiện tìm đầu ra, thành viên các tổ hợp tác còn chủ động trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tìm hiểu và ứng dụng nhiều kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất. Tại một số tổ hợp tác, bà con còn giúp nhau ngày công lao động, vốn sản xuất. Đây là cơ sở để hình thành các hợp tác xã, các hình thức liên kết sản xuất chuỗi giá trị về sau. Liên tục chương trình, người dân đứng ngồi không yên khi tôm gần thu hoạch chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nghề nuôi hầu lòng ở đất mũi dần bị xóa sổ, hướng đi nào để sản xuất bền vững? Thanh long ruột đỏ bén rễ trên đất Nam Hà. Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Thưa bà con, theo ghi nhận của phóng viên chương trình tại Quảng Trị, hiện nay hàng trăm cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô ở tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn do cá khô rớt giá và khó tiêu thụ.
Nhiều cơ sở làm nghề này đã phải tạm dừng hoạt động. Nghề hấp cá phơi khô nổi tiếng và có quy mô lớn bậc nhất khu vực miền Trung lâm cảnh khó khăn. Nguyên nhân của việc này là giá cá khô, chủ yếu là cá nục, chỉ còn chưa đến 40.000 đồng một ký, thấp hơn năm ngoái 10.000 đồng một ký. Ngoài rớt giá, cá khô còn rất khó tiêu thụ. Do trước đây, cá khô xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Thời gian gần đây, phía Trung Quốc thắt chặt quy chuẩn và chất lượng hàng hóa nhập khẩu, nên các chủ lò hấp cá phơi khô không theo kịp yêu cầu. Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau, khoảng 2 tháng trở lại đây, khu vực Bãi Bồi, Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lại tái diễn cảnh hàng trăm người dân đổ về đây khai thác nghêu giống. Dù địa phương đã tăng cường công tác giám sát quản lý, nhưng tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi nghêu vẫn căng thẳng. Mỗi ngày có khoảng 200 người và phương tiện đến khu vực này khai thác nghêu giống. Nhiều người còn dùng máy hút để khai thác, gây tác động xấu đến môi trường. Không chỉ khai thác nghêu giống, nhiều người còn vào khu vực nuôi nghêu thịt để khai thác, làm mất an ninh trật tự. Huyện Ngọc Hiển chỉ đạo các ngành liên quan và chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, tuyên truyền vận động người dân không khai thác nghêu giống bằng cơ giới, tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực bãi bồi. Liên quan đến câu chuyện về con tôm, thưa bà con, thời gian vừa qua, nhiều hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của người dân xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn không xác định được nguyên nhân tôm chết, khiến người dân vô cùng lo lắng. Trong nhiều ngày qua, tại ao nuôi tôm của ông Phan Đình Lượng, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, phát hiện tôm chết nổi lên mặt hồ. Sau khi kiểm tra dưới đáy hồ thì phát hiện tôm đã chết hàng loạt. Phát hiện sự việc, nhận được tin báo của ông Lượng, cán bộ thú y thủy sản Hà Tĩnh đã lấy mẫu, gửi xét nghiệm, nhưng kết quả lại âm tính. Theo ông Lượng, khoảng 3,5 tấn tôm nhà ông bị chết, thiệt hại ước tính hơn 250 triệu đồng. Thường thường kinh nghiệm trong cái người nuôi trồng là một con chết trên nổi, tức là dưới là chim đánh. Tôi cho con nhảy xuống thì thấy là tôm chết dưới đáy rất nhiều. Cho nên tôi cũng có xử lý nhanh, có bán một số. Thế còn một hồ là coi như ngày mai anh chết. Thì đến ngày hôm qua là chết hầu như là hai hồ anh cả anh biết đó là sạch hơn. Số tôm của ông Phan Đình Lượng chết là tôm thẻ chân trắng đang chuẩn bị cho thu hoạch. Do nắng nóng kèm với mưa bất thường đã ảnh hưởng đến môi trường nuôi ở đây. Xã Hộ Độ có trên 70 hộ nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Sau sự việc này, chính quyền xã Hộ Độ đã tuyên truyền rộng rãi đến những người nuôi trồng thủy sản và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi, đảm bảo kỹ thuật tránh thiệt hại. Thưa quý bà con, câu chuyện sản xuất bền vững mặc dù đã được nêu ra nhiều lần, nhưng làm thế nào để cho hiệu quả thì không phải dễ. Nghề nuôi hầu lồng vài năm gần đây vốn mang lại mức thu nhập ổn định cho người dân, thì nay vì nhiều nguyên nhân mà số hộ nuôi hầu lồng ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã giảm đáng kể. Những bè hầu nối dài trên triền sông Đất Mũi trong quá khứ từng là một nét đặc trưng, thì nay chỉ còn lác đác. 10 thành viên hợp tác xã hầu lồng Đất Mũi giờ chỉ còn 3 hộ thả nuôi. Áp lực về con giống đang là nguyên nhân chính khiến nghề nuôi hầu lồng ở đây dần mai một. Các hộ thì còn thiết tha, nhưng mà vấn đề con giống hụt thì bây giờ mình thiết tha cái máy cũng đâu có giống đâu nuôi. Hiện nay thì một số cái lồng bè của xã đó, nông hợp tác xã đó, thì cái lượng giống mà mình để thu mua đó là cũng chưa có đảm bảo, bà con thả xuống lồng nó cũng chưa có đầy hết. Từ trước đến nay, nguồn giống hầu vốn phụ thuộc lớn vào việc khai thác trong thiên nhiên, nhưng vài năm trở lại đây, số lượng hầu tự nhiên không còn nhiều như trước. Người khai thác hầu thì bỏ nghề đi làm ăn xa do thu nhập kém, đã khiến nguồn cung con giống sụt giảm đáng kể. Một ký hầu giống ở Đất Mũi hiện có giá từ 13 đến 17 ngàn đồng và trong tình trạng rất khan hiếm. Con hầu lồng thì trong thiên nhiên, nhưng mà cái công ta bỏ ra nhiều, nhưng mà thu nhập thì nó cũng tương đối, nó không có nhiều bằng những ngành nghề khác. Cho nên là giờ bà con, những người mà chuyên mà đi khai thác hầu đó, thì nó ngày càng ít, cho nên là con giống nó cũng ít. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung con giống cũng xảy ra tương tự với một số vùng nuôi khác như Long Xuyên, Cần Giờ, khiến nguồn giống địa phương bị chảy đi các vùng khác do được thu mua với mức giá cao hơn. Ngoài ra, người nuôi hầu còn đối mặt với nhiều rủi ro khác. 3 năm nay nó bị coi như là hao hụt do nguồn nước bị ô nhiễm, cho nên là 3 năm nay bà con làm cũng không có lợi nhuận, nó chết rất nhiều, nó chết khoảng độ 30-40%, có khi là 50-60%. Về cái doanh nghiệp mà đứng ra mà bao tiêu sản phẩm thì người ta cũng chưa ký kết với mình, cho nên là cái giá cả thì nó cũng bấp bênh, khi có khi lên khi xuống. Bài toán về giống hầu phục vụ cho những bè nuôi của bà con đang là vấn đề rất nan giải, đó là chưa kể đến những rủi ro khác mà bản thân người nông dân không thể tự mình xoay sở. Từ câu chuyện con hầu, một lần nữa có thể nhìn nhận sản xuất bền vững là chuyện không dễ dàng nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu vào cho đến đầu ra. Trong bài học ấy, có lẽ con hầu không phải là ví dụ duy nhất. Tiếp theo, xin mời quý khán giả cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. 75%, đây là mức sụt giảm kỷ lục của hoạt động xuất khẩu gạo nước ta sang Trung Quốc so với cùng kỳ.
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong 8 mặt hàng nông thủy sản chủ lực được xuất khẩu sang Trung Quốc thì có 4 mặt hàng kim ngạch sụt giảm là khoai mì, thủy sản, cà phê và gạo. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu lúa gạo chỉ đạt 111 triệu đô la Mỹ, giảm đến 75% so với cùng kỳ. Các chuyên gia nhận định việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sụt giảm có phần do sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc từ chỗ mua bán biên mậu sang chính ngạch. Trước đây, nhiều mặt hàng do quen với mua bán biên mậu vốn khá dễ dãi về thủ tục cũng như về chất lượng sản phẩm, nên khi chuyển sang chính ngạch đã vấp phải khó khăn. Để giảm thiểu rủi ro trước những thay đổi này, doanh nghiệp và người nông dân cần nắm rõ quy định mới từ thị trường Trung Quốc, khẩn trương thay đổi cách thức sản xuất và thương mại trong thời gian tới. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho Một Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thanh long giờ đây không chỉ là cây độc quyền của những vùng đất nóng như Bình Thuận hay Tây Nam Bộ. Giữa cao nguyên Lâm Đồng có một vùng chuyên trồng thanh long ruột đỏ cho trái to, ngọt đậm và năng suất cao. Đó là xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Hiện bà con nông dân nơi đây đang liên kết tập trung để tìm đầu ra bền vững cho cây thanh long ruột đỏ. Xã Nam Hà, huyện Lâm Hà vốn là vùng chuyên canh cà phê. Tuy nhiên, từ năm 2013, khi vài hộ trồng thử giống thanh long ruột đỏ thấy kết quả rất khả quan, năng suất cao, trái to và ngọt, thị trường rất ưa chuộng. Và dần dần, cây thanh long đã bám rễ trên vùng đất cao nguyên này được gần chục năm nay. Dù cây cà phê đang là cây trồng chủ lực, nhưng diện tích thanh long của xã Nam Hà đang tăng dần. Hiện xã đã có gần 70 hectare thanh long ruột đỏ. Do chất lượng trái rất ngon, năng suất ổn định, nên thanh long Nam Hà được giá, mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Hiện nay, nhiều hộ dân tại xã Nam Hà đã liên kết lại với nhau thành lập hợp tác xã Thanh Long nhằm tìm đầu ra ổn định cho loại trái cây này và chia sẻ cùng nhau về kỹ thuật trồng và chăm sóc thanh long ruột đỏ. Gia đình ông Trần Văn Diên tại thôn Hai Bà Trưng là một trong những người đầu tiên tại xã Nam Hà đưa cây thanh long ruột đỏ về trồng tại vườn nhà. Ban đầu, ông chỉ trồng thử vài cây, nhưng khi thấy được năng suất và chất lượng của thanh long trồng tại Lâm Đồng ngon hơn hẳn một số vùng khác, nên ông quyết định mở rộng diện tích trồng thanh long. Hiện nay, gia đình ông Diên có 4 sào đất trồng thanh long, mỗi năm cho thu trên 12 tấn, trừ chi phí, lãi thật lên đến trên 800 triệu đồng. Thấy hiệu quả, nhiều hộ dân tại Nam Hà đã trồng thử nghiệm và cho năng suất chất lượng tốt. Hiện nay, gia đình ông Diên đã đứng ra thành lập hợp tác xã thanh long Nam Hà nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch. Diện tích của thanh long số lượng nó cũng nhiều, mình bây giờ chỉ có ngoài cây thanh long ra là không có cây gì khác. Thành lập một tổ hợp tác xã để liên kết, để học hỏi, bảo ban nhau làm ăn để đi đến cái trái thanh long nó chất lượng sạch để xuất khẩu được. Còn nếu một mình hay là một cá nhân mà không làm ra hàng như thế này thì mình chỉ bán hàng của trong nước thôi. Đối với gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà, là một trong 17 thành viên sáng lập hợp tác xã. Ban đầu, gia đình anh Sơn mới trồng thử nghiệm 2 sào thanh long ruột đỏ và thanh long ruột tím hồng. Anh phải lặn lội đến tận Hà Tiên để tìm giống tốt. Anh cho biết, cây thanh long ruột đỏ trồng ở Nam Hà cho năng suất rất tốt, màu trái đẹp. Tuy nhiên, vùng cao nguyên có mùa mưa, việc chăm sóc khó hơn ở vùng Bình Thuận, Ninh Thuận. Trái tới 45 ngày mới chín, chăm sóc khó nhưng trái ngon, đẹp. Vườn nhà anh có trái lên tới 1 kg, giá bán trên thị trường luôn cao hơn các vùng khác. Bởi vậy anh Sơn cũng mở rộng diện tích thanh long bên cạnh cây cà phê chủ lực. Tham khảo các nơi về vào hợp tác xã thì nó có nhiều cái lợi nhuận. Thứ nhất là đầu ra, thứ hai là phân do thuốc thang, nó đảm bảo cho mình tìm được cái đầu ra cho nó ổn định làm về cây thanh long. Hiện nay tại Nam Hà đang có tới trên 70 hectare thanh long với trên 17 hectare đang cho thu hoạch. Với mục tiêu hướng đến nền sản xuất sạch, chuyên nghiệp, có thể xuất đi thị trường nước ngoài, nên hợp tác xã đang thử nghiệm liên kết cùng một số công ty chuyên cung cấp phân bón và hỗ trợ kỹ thuật canh tác. Ví dụ như quy trình Việt Gáp mà hướng sạch đến trong nước Việt Nam, thì tới để sau đó dần dần đi từng bước phát triển lên hướng organic tới hướng hữu cơ, hướng nó bổ gáp để cho nó chuẩn theo bài bản, đi để mình có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Cây thanh long ruột đỏ có tuổi đời sinh trưởng trên 20 năm. Từ lúc trồng đến lúc cây cho ra bói chưa đến 1 năm, mỗi năm một trụ thanh long có thể cho 1 tạ đến 1,5 tạ trái. Trong lúc đó, chi phí giống, trụ và đầu tư hệ thống tưới cho cây chỉ khoảng 12 triệu đồng mỗi sào. Đặc biệt, chi phí nhân công cho việc trồng, chăm sóc thanh long không tốn kém, vì vậy rất phù hợp để phát triển đối với những hộ dân có ít diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cần có hướng đi phù hợp để loại trái cây này có được chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá. Thưa bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý trong Một Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.